Thưa quý vị và các bạn, tại Ninh Bình, chỉ riêng ở huyện Gia Viễn có tới 3 công trình cấp nước sạch khác đang trong tình trạng bỏ hoang, trong khi nhu cầu nước sạch của người dân nơi đây là vô cùng cấp bách. Nếu như mở khóa, không chừng cánh cổng này sẽ đổ sập. Còn bức tường rào thì nghiêng ngả và có thể đổ bất kỳ lúc nào. Còn bờ tường phía sau công trình đã bị phá làm lối đi lại. Khu công trình nước sạch này đã trở thành nơi trồng chuối, cỏ dại mọc um tùm. 8 năm làm bảo vệ ở công trình nước sạch nhưng lại không có chức năng cung cấp nước này, ông An không khỏi xót xa. Ban đầu làm thì cũng rất tốt, thế nhưng không biết làm sao là đang làm dở là coi như tự nhiên nhà thầu bỏ. Thế mà coi như là bỏ là coi như lúc làm là coi như là dân ở đây là ủng hộ, kể cả cắt đường nọ kia là dân tỉnh là rất ủng hộ. Thế nhưng mà tự nhiên là bỏ là coi như dân là nó bức xúc từ cái năm 2008 đến giờ là rất bức xúc. Nước ăn uống thì dùng nước mưa thôi. Còn nếu mà nước sinh hoạt thì giặt rũ với rửa rồng tắm rửa thứ là toàn bộ nước ao, nước sông hết. Còn đây bọn tôi thấy cái nước nhà máy nước sạch này thì hoàn thành thì cũng chẳng thấy hoàn thành gì, xây dựng thì biết bao năm nay rồi. Mà bỏ hoang bây giờ tan tinh cái nhà máy đâu mà chẳng thấy hoạt động gì. Công trình nước sạch của xã Gia Phương, huyện Gia Viễn được khởi công xây dựng từ năm 2006, có tổng mức đầu tư ban đầu là 4 tỷ đồng. Sau năm 2010, do chi phí vật liệu tăng cao, mức đầu tư đã tăng lên 8 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, công trình này sẽ cung cấp nước sạch cho gần 1.500 hộ dân với 5.000 nhân khẩu. Tuy nhiên công trình làm tiếp được 2 năm thì bỏ dở. Sau 10 năm xây dựng cũng mới chỉ hoàn thành được 60%. Hiện nay nhân dân Gia Phương cũng rất là mong chờ có cái cơ quan chức năng có cái việc chỉ đạo hỗ trợ cho Gia Phương xây dựng cái nhà máy nước sạch. Hiện nay là cái vùng nước ở Gia Phương thì là vùng tua phèn, cho nên là hiện nay là bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Đã hơn 10 năm nay, ông Kiên cũng như nhiều gia đình ở xã Gia Phương vẫn ngày ngày phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nguồn nước chính mà gia đình ông sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước mưa. Ông cho biết khi không có nước mưa, ông phải dẫn nước từ ao vào bể tự lọc để dùng. Về mùa khô đấy, thì là chúng tôi phải bơm dùng dây cao su bơm vào sông Hoàng Long vào. Cách đây là 5 đến 600 mét này. Và đi theo cái đường bê tông này. Thế là vào giếng xong để đưa lên bể lọc xuống thì bắt đầu có nước sử dụng. Kể cả nước ăn và nước rửa cũng vậy. Còn tắm thì hạn chế tắm phải đi ra sông cách đây cũng xa. Tương tự, công trình nước sạch ở xã nghèo Gia Phong nằm trên diện tích hơn 100 mét vuông, được xây dựng bên cánh đồng giờ cũng bỏ hoang. 10 năm qua, công trình này mới chỉ xây xong phần thô, chưa có nền nhà, không có cửa, không có tường bao. Công trình nước sạch tiền tỷ hiện trở thành nơi nuôi nhốt bò của người dân. Rêu cáu, ô nhiễm, cạn nước, nhưng nguồn nước chua phèn tại chiếc giếng này lại là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho rất nhiều hộ dân xã Gia Phong. Người dân mong muốn có nguồn vốn hỗ trợ xây dựng được công trình nước sạch để sinh sống. Quyết định của tỉnh ủy của tỉnh Ninh Bình thì đã giao cho công ty nước sạch để thực hiện cái nguồn nước chính là đưa cái trạm lớn về xã Gia Sinh và phục vụ cho 3 xã vùng khó khăn bên này là Gia Phong, Gia Minh và Gia Lạc. Nhưng thực trạng đối với thu nhập của người dân là rất khó khăn. À, hướng thì đang tính toán là hướng phấn đấu theo cái xã hội hóa. Gia Phong, Gia Phương, Gia Minh là 3 xã vùng xa của huyện Gia Viễn đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Không biết đến khi nào người dân mới có nước sạch, trong khi các công trình cấp nước sạch ở đây vẫn tiếp tục bị bỏ dở, bỏ hoang. Hy vọng rằng không chỉ từ phía công ty mà các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương